Anh ơi, cây thì như này nhá, hoa thì là hoa hai màu ạ, trắng hồng ạ. Đây hoa của nó đây. Các cái cây thì nhà em vừa mới phải tỉa vì là kiểu đây vừa mới cắt cành hết, anh xem. Còn đây đường kính gốc của nó như này. Một cái đốt ngón tay của em là 2 cm thì cái cây này thì chắc là đường kính 6 là thoải mái luôn. Thoát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thì cái kia lên thì chắc cũng không được tầm không được 2m7 2m7 đâu anh ạ. Đấy, đây là một cây này. Cây này nữa cũng được này anh ạ. Đây, hoa của nó đây. Hoa trắng hồng anh ạ. Vừa mới cắt tỉa xong này, vẫn còn cành là tán đây này. Đấy. Cây này thì gốc té hơn một chút này. Đấy, nhưng nó cũng xem tầm như thế anh ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi cành tán xong nó lên rồi anh vắt lên trên giàn. Em chụp cho anh vài cái cây nữa, anh xem anh ưng cái cây nào thì để chọn đúng cái hình đấy luôn anh nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây hoa giấy á, cái dạng này là dạng cây vòm cổng và đã ở trong bầu ổn định đảm bảo rồi nhá, thì vui lòng alo ạ, 0977973535 ạ. Cảm ơn các bạn.